Quý vị và Hải Yến xin chào và cảm ơn quý vị đang lựa chọn theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Nếu bỏ lỡ khung thời gian phát sóng quen thuộc này, quý vị có thể xem lại trên trang web lamdongtv.vn hoặc tương tác với chúng tôi tại trang Facebook fanpage Truyền hình Lâm Đồng. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ với các tin tức nông nghiệp đáng chú ý sau đây. Ba học sinh trung học phổ thông tại huyện Bảo Lâm thành công với ý tưởng sản xuất Samboche trèo gió. Lâm Đồng sẽ hỗ trợ cho các đơn vị cá nhân đăng ký đạt chứng nhận sản xuất hữu cơ. Chuyển đổi đất lúa sang trồng đậu phụng, cách làm của nông dân Phù Cát, Bình Định. Tìm hiểu hướng đi mới của một thương hiệu cà phê tại cao nguyên Di Linh trong phần cuối chương trình. Có thể thoạt nhìn thì quý vị sẽ nghĩ đây là sản phẩm hồng treo gió, nhưng không phải như vậy ạ. Đây là quả Samboche hay còn gọi là hồng sim. Sản phẩm Samboche treo gió đã được ba bạn học sinh trung học phổ thông tại huyện Bảo Lâm thử nghiệm thành công. Theo ước tính, diện tích trồng Samboche tại Bảo Lâm lên đến 15 hecta và cho sản lượng khoảng 50 tấn mỗi năm. Nếu sản phẩm này được đưa vào sản xuất đại trà, sẽ có phần nâng cao giá trị cho thêm một loại trái cây của địa phương. Sau nhiều lần thất bại, ba bạn học sinh Vũ Thị Hằng, Nguyễn Huyền Bảo Trâm và Lê Thị Ngọc Anh, trường Trung học phổ thông Lộc Thành Bảo Lâm đã nghiên cứu áp dụng công nghệ treo gió của Hàn Quốc và Nhật Bản trên một loại quả hoàn toàn mới là Samboche. Samboche có vị ngọt đậm đà, tính mát và tốt cho sức khỏe nên được nhiều người yêu thích. Samboche treo gió sẽ giải quyết vấn đề bảo quản lâu dài, vừa giữ được vị và các chất dinh dưỡng vốn có của loại trái cây này. Hồng chỉ có một mùa trong năm, trong khi Samboche có đặc tính tương tự quả hồng cho thu hoạch quanh năm. Khi áp dụng công nghệ treo gió, quả Samboche sẽ giữ được nguyên chất dinh dưỡng, vị ngọt, màu sắc, không thêm phụ gia hay chất bảo quản. Ý tưởng xây dựng quy trình khép kín sản xuất Samboche treo gió này đã lọt vào top 14 ý tưởng dự án khởi nghiệp tại cuộc thi TestFest Lâm Đồng 2021. Có thể thấy rằng là ngày càng có nhiều ý tưởng và dự án khởi nghiệp trong chế biến bảo quản nông sản sau thu hoạch nhằm gia tăng giá trị cho các loại nông sản và trái cây của địa phương chúng ta. Ngoài chế biến, chuyển hướng canh tác hữu cơ để nâng cao chất lượng nông sản cũng là mục tiêu hướng đến của nhiều nông hộ, hợp tác xã doanh nghiệp, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Và điều này thì cũng phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại Lâm Đồng. Nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, tỉnh Lâm Đồng đã phân bổ nguồn kinh phí 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho các đơn vị cá nhân tiến hành các thủ tục để cấp giấy chứng nhận mô hình đạt tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ. Với nguồn kinh phí hỗ trợ trên, các địa phương rà soát, lập danh sách các tổ chức cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đến nay đã có 10 đơn vị đăng ký, bao gồm Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Cà phê và Nông sản Thương mại Công bằng Cầu Đất Xuân Trường, Công ty Sản xuất Cà phê Thuần Trịnh Di Linh, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh 2 tại Lâm Đồng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lambian VF Dâu Rừng, Tổ hợp tác Rau Hữu cơ EM Golf Churu, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trồng trọt Thương mại Kim Bằng, Công ty Cổ phần Long Đỉnh, Hộ ông Nguyễn Xuân Triển, huyện Cát Tiên trồng măng cụt, Hộ ông Nguyễn Công Nhương sản xuất điều, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp xã Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên. Trên cơ sở đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn kiểm tra thực tế điều kiện sản xuất của các tổ chức cá nhân đăng ký để hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản xuất hữu cơ. Được biết đến nay, Lâm Đồng mới chỉ có chưa đầy 150 hectare canh tác nông nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ và địa phương phấn đấu đến năm 2025, diện tích này tăng lên con số 1.600 hectare. Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, việc chuyển đổi cải tạo cây trồng phù hợp với từng vùng sản xuất đang được các địa phương tính toán và triển khai thực hiện hiệu quả. Theo ghi nhận tại huyện Đào Oai, từ đầu năm cho tới nay thì người dân đã chuyển đổi và cải tạo trên 396 hectare cây trồng trên địa bàn, trong đó có trên 380 hectare sầu riêng và số diện tích còn lại là các loại cây trồng khác. Được biết, bên cạnh đó, huyện Đạ Oai cũng hỗ trợ cho 212 hộ dân với tổng diện tích trên 210 hectare áp dụng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp trong năm nay. Tính đến nay, toàn huyện có khoảng 537 hộ dân đang sản xuất Việt Gáp với tổng diện tích trên 602 hectare. Cùng đó, huyện Đạ Oai cũng hỗ trợ người trồng sầu riêng trên địa bàn từ nguồn vốn tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp hướng đến toàn diện bền vững năm 2021 với kinh phí hỗ trợ 176 triệu đồng cho tổng cộng 17,45 hectare.
Hiện huyện đang hướng dẫn người dân trong huyện tiếp tục thực hiện chuyển đổi cải tạo cây trồng trên những diện tích phù hợp, đảm bảo nguồn nước tưới, hướng đến các cây trồng có giá trị kinh tế cao. Không riêng Lâm Đồng, các địa phương như Phú Cát, Bình Định cũng đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là các diện tích lúa kém hiệu quả. Năm 2021, để ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến bất lợi, nông dân xã Cát Trinh, huyện Phú Cát của tỉnh Bình Định đã mở rộng diện tích cây trồng cạn, trong đó tập trung vào cây đậu phụng. Ngay cả chân ruộng ba vụ chủ động nước nhưng có điều kiện chuyển đổi cũng được chuyển sang trồng cây đậu phụng. Bởi cây đậu phụng trong nhiều năm liền, giá tiêu thụ ổn định, đem lại thu nhập cao cho người dân. Năm 2021, nông dân xã Cát Trinh đã sản xuất hơn 512 hectare đậu phụng, bằng 100%, tăng gần 20 hectare so với năm trước. Nông dân sử dụng giống đậu phụng L14. Ưu điểm của giống này là chống chịu được sâu bệnh tốt, có khả năng thích ứng rộng, chịu thâm canh cho năng suất cao, có thể trồng ở tất cả các vụ trong năm trên nhiều chân đất. Được biết đậu phụng sau khi thu hoạch về sẽ tiến hành phơi khô để ép dầu, giá trung bình 100.000 đồng một lít tùy thời điểm. Đậu phụng là cây trồng cạn ít tốn công chăm sóc và nước tưới. Tính từ ngày xuống giống đến thu hoạch khoảng 3 tháng. Sau khi trừ các chi phí phân bón, nhân công, nông dân sẽ có thu nhập từ 60-70 triệu đồng một hecta, cao gấp 2-3 lần so với cây lúa. Còn tại các tỉnh khu vực phía Bắc, năm 2021, vùng có diện tích chuyển đổi cây trồng mạnh nhất là vùng đồng bằng sông Hồng với gần 10.000 hecta, chủ yếu chuyển từ đất lúa sang cây trồng cạn như ngô, lạc, đậu tương, dưa hấu. Và kế hoạch trong năm 2022, dự kiến các tỉnh phía Bắc sẽ chuyển đổi khoảng 17.000 hecta, giảm khoảng 1.000 hecta so với năm nay. Trong số đó, thì các tỉnh đồng bằng sông Hồng với diện tích kế hoạch là khoảng 9.000 hecta, Bắc Trung Bộ là 4.500 hecta và Trung Du, miền núi phía Bắc là 3.500 hecta. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2021, các tỉnh phía Bắc chuyển đổi khoảng 17.800 hecta đất lúa sang các loại cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản, giảm hơn 2.300 hecta so với năm 2020. Trong số đó, vùng có diện tích chuyển đổi mạnh nhất là vùng đồng bằng sông Hồng với gần 10.000 hecta, chủ yếu chuyển đổi sang cây trồng cạn, cây thức ăn chăn nuôi, rau màu các loại. Vùng Bắc Trung Bộ chuyển đổi khoảng 4.400 hecta sang cây trồng cạn như trồng hoa, cây cảnh, ngô, đậu tương, ớt, cỏ, rau các loại, nuôi trồng thủy sản. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, thay đổi cơ cấu mùa vụ phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng đang là giải pháp mà rất nhiều địa phương thực hiện để có những vụ mùa ấm no. Để tránh thiệt hại do rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá, cũng như các yếu tố thời tiết, thủy văn gây bất lợi đến sản xuất, tỉnh Hậu Giang dự kiến xuống giống vụ lúa đông xuân 2021-2022 trên địa bàn thành 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 xuống giống trong tháng 11 vừa qua với diện tích xuống giống hơn 48.000 hecta, đợt 2 xuống giống trong tháng 12 này với diện tích xuống giống dự kiến gần 27.000 hecta và đợt 3 xuống giống trong tháng 1 năm 2022 với diện tích xuống giống dự kiến là hơn 600 hecta. Hiện nay, ngành nông nghiệp khuyến cáo do khả năng đỉnh lũ năm 2021 thấp nên nông dân cần trục vùi rơm rạ, vệ sinh đồng ruộng sớm ngay khi thu hoạch lúa thu đông để tránh gây ngộ độc hữu cơ, hạn chế ốc bươu vàng đẻ trứng, nguồn sâu hại vụ trước lây lan. Đến nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xuống giống được gần 10.000 hecta lúa đông xuân. Năm 2021 gần trôi qua với nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt đời sống, sản xuất, kinh doanh. Các cơ sở sản xuất, chế biến nhỏ và vừa ở địa phương, nếu không nắm bắt được thời cơ tìm kiếm hướng đi mới, thì khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Đúng vậy, Hải Yến, năm qua quả là một năm vô cùng khó khăn. Và cũng chính từ khó khăn đó thì mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tìm được một hướng đi mới. Và giữa nguy cơ thì Arcady Farm, một công ty chuyên chế biến cà phê ở cao nguyên Di Linh vừa mới thành lập, đã tìm được một lối đi riêng của mình. Vốn là con rể đất cà phê Di Linh, anh Đỗ Văn Nghĩa và gia đình cũng tham gia buôn bán cà phê Nhân Xanh. Chỉ dừng ở buôn bán thì quá tiếc cho giá trị hạt cà phê cao nguyên. Anh Nghĩa định hướng phải nâng cao giá trị hạt cà phê với việc sản xuất các mặt hàng cà phê rang xay, cà phê bột. Vậy là tháng 7 năm 2020, Arcady Farm ra đời với mục tiêu hướng tới thị trường Trung cao cấp trong nước và xuất khẩu. Không ngờ, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến doanh nghiệp lao đao. Mục tiêu xâm nhập thị trường cà phê Trung cao cấp của Arcady Farm gần như phải tạm dừng. Doanh nghiệp phải hoạt động, cà phê của nông dân liên kết vẫn phải thu mua.
Acadia Farm tìm hướng mở mới cho cà phê cao nguyên. Tìm hiểu đánh giá thị trường, anh Đỗ Văn Nghĩa xác định còn một thị trường khá lớn và thấp cấp hơn, đó là thị trường cà phê miền Tây, với gu uống cà phê vị đậm, sánh, thơm dịu và có chút nặng nô, rất hợp với dòng cà phê Robusta truyền thống của đất Di Linh. Qua phân tích thị trường, thì thị trường trong nước của mình cũng là một nguồn tiêu thụ rất lớn, nên là bên công ty có nghiên cứu ra một cái sản phẩm, đó gọi là sản phẩm truyền thống, để phù hợp với bà con nông dân ở phía Nam. Hiện tại là bên công ty cũng có được 3 nhà phân phối lớn. Hiện tại với năng suất của mỗi nhà phân phối thì cứ mỗi tháng thì khoảng 5 tấn trên một nhà phân phối. Để đáp ứng được nhu cầu cà phê của thị trường Tây Nam Bộ, đặc, đậm, sánh và giá rẻ, Acadia Farm tìm ra cách chế biến cà phê bột hợp khẩu vị của người tiêu dùng với giá cả thích hợp. Tuy nhiên, dù giá cả rẻ thì Acadia Farm vẫn đảm bảo nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn. Để có những hạt cà phê thuần chất, Acadia Farm liên kết cùng với hợp tác xã sản xuất cà phê Việt Gáp Thanh Nga ở Di Linh để có đầu vào tốt. Chị mà thu mua là thu của nông dân là giá cao hơn từ 1 đến 2 ngàn đồng một ký. Rồi là chị một năm sản lượng của chị thu mua của dân khoảng chừng 200 tấn. Chín ở trên cây là chín đỏ là đến 90%. Họ phơi kỹ nhưng mà họ không có được xay dập mà họ phơi cả quả. Họ phơi quả xong rồi họ xay ra rồi mình mới thu mua cái sản lượng đó của họ được. Chuyển hướng sản xuất kinh doanh mở được thị trường nội địa khá đặc biệt, Acadia Farm tạm thời vượt qua khó khăn mùa dịch. Hiện mỗi tháng, Acadia Farm cung ứng cho thị trường miền Tây 12 tấn cà phê bột thành phẩm, tương đương 15 tấn cà phê nhân xanh. Giá cả không cao nhưng bù lại số lượng tiêu thụ lớn, mang lại thu nhập ổn định cho doanh nghiệp và người trồng cà phê Di Linh. Thời lượng của chương trình 365 ngày chuyển động ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể truy cập trang web lamdongtv.vn hoặc kênh YouTube Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng để theo dõi lại các thông tin đã phát sóng. Ngoài ra, quý vị và bà con có thể chia sẻ thông tin mà mình quan tâm với chúng tôi thông qua địa chỉ email 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.